Dạ, tiếp theo em xin giao lưu một cây sam núi trái mini ha. Cây dáng trực được nuôi cách truyền vắt ngọn nè. Một cây tông cao dáng văn nhân. Cây đã được em định hình bộ tàn rồi. Cái này mình nuôi càng lâu, cái bộ chi tàn nó càng dày thì cây nó sẽ càng đẹp hơn nữa ha. Cây tông cao dáng văn nhân, ở đây mình có thể uốn cái cành này xuống một chút, mình làm cái cành rơi của nó nè. Nuôi một thời gian nữa cho cây nó ấm tàn lên, xong rồi mình có thể ép nó vô một cái chậu gỗ mini nhỏ như thế này ha, đắp một ít rêu nữa mình để bàn chơi, nó ra thêm vài chùm trái nữa thì sẽ rất là đẹp. Giờ rồi em xin báo giá giao lưu cây sam núi trái mini này với giá là 120.000 em bao ship ha. Mọi người ai quan tâm có thể liên hệ với em qua Zalo để phần mô tả. Rồi, cảm ơn mọi người đã theo dõi video của em.